Mình tên là Hoàng Yến, thì hiện tại công việc của mình là nhân viên văn phòng. Thì mũi của mình á, trước đây là mình cũng đã từng sửa qua rồi, nhưng tuy nhiên là nó rất là lâu rồi. Nó tầm khoảng là 12 đến 13 năm trước. Thì dạo gần đây, cách đây 1-2 năm á, thì cái dáng mũi của mình đó là lúc trước là mình sử dụng bằng cái phương pháp là sụn nhân tạo thôi. Thì nó có những cái dấu hiệu giống như là bóng đỏ nè, lỗ sống nè, hơi cảm thấy khó chịu cái vùng mũi tí xíu, tầm khoảng 2-3 năm trước, nhưng mà cách đây 1-2 tháng thì nó đỏ hơn và nó đau hơn, nên mình quyết định là mình chọn nâng mũi lại. Thì mình đang chọn cái phương pháp là nâng mũi cấu trúc. Trước khi làm thì mình cũng có lo lắng rất là nhiều và suy nghĩ đắn đo rất là nhiều, là mình nên chọn ở đâu và mình chọn cái phương pháp nào cho nó an toàn, và dù sao mình cũng rất là sợ nữa. Nhưng tuy nhiên thì sau cái quá trình là mình tìm hiểu nhiều nơi, mình quyết định là mình chọn tới thẩm mỹ để mình làm cái mũi này. Thì thật sự là sau khi làm xong thì rất là hài lòng. Hầu như là dáng mũi rất là tự nhiên, nhẹ nhàng, và đặc biệt trong quá trình làm thì không hề đau. Cái đó là điều mình chắc chắn luôn. Sau khi mình làm xong thì với cơ địa của mình thì bẩm sinh da của mình cũng hơi mỏng á, thì mình chỉ nghỉ ngơi tầm 1-2 ngày đầu thôi, là ngày thứ 3 là mình đi làm bình thường rồi, không ảnh hưởng gì hết. Và tới hôm nay là được đúng 15 ngày thì mình tới mình tái khám và mình cắt chỉ cái vùng mũi của mình. Thì đây là mới vừa cắt chỉ xong luôn. Thì các bạn xem dáng mũi của mình như thế nào, rất là tự nhiên đúng không? Mình đã đi tư vấn rất là nhiều nơi rồi ha, nhưng mà giống như là mình chắc mình cũng chưa có duyên, nhưng mà tự nhiên cái sao mình có duyên ở đây. Thì nói chung là đội ngũ y bác sĩ cũng như là đội ngũ điều dưỡng nè, và tất cả các bạn hầu như rất là nhiệt tình, rất là dễ thương, và chăm sóc khách hàng rất là tốt. Mình được kiểm tra sức khỏe, mình được thử máu và test những cái dụng cụ để mà làm sao mà để an toàn cho cái cơ thể của mình, tại vì mình cũng bị dị ứng với một số thành phần á. Thì trong cái quá trình đó thì mình xét nghiệm nè, và một hơi nữa thì mình mới lên. Thì cảm giác lúc đầu thì hơi lo sợ, nhưng mà sau khi mà làm xong nằm lên rồi, trong quá trình làm hầu như là không có đau. Thời gian trung bình mình làm là tầm 30 cho đến 45 phút, cỡ 1 tiếng là xong rồi. Cũng nhưng hôm nay là cái ngày cắt chỉ, đồng thời là cũng tái khám lại cái dáng mũi sau 15 ngày á, thì mình cũng cảm ơn thẩm mỹ viện, đồng thời là cảm ơn đội ngũ bác sĩ cũng như là bác sĩ Phùng Mạnh Cường và cái ekip, nói chung là cũng rất là tận tình chăm sóc chu đáo. Và đặc biệt là cái kết quả cuối cùng là mình mong muốn là mình rất là hài lòng.